Kênh Quang Lan Thêm kính chào các chú anh chị. Hôm nay là biên bán hàng của tối ngày 17 tháng 7 thì mình cũng bán hàng cho ngày mai là ngày 18 tháng 7 năm 2022. Có một số mặt hàng thuần gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Thì tất cả mặt hàng mình trồng thuần đều ra rễ ổn định và trồng sinh những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị mình. Vậy chỉ cần mình treo lên 100, không thêm cái ước xử lý nào nữa hết. Thì cái giá mình bán là bao cứu vận chuyển toàn quốc luôn, xếp hàng toàn quốc. Đó, thì cả nhà mình đơn nào chốt đơn đó, liên hệ mình qua số điện thoại 0766 8 7 6 6. Thì cái giá mình bán là mình bao cước vận chuyển toàn quốc nha, ship hàng toàn quốc. Đó, thì trên đây mình báo nhiêu về cả nhà mình chỉ cần trả bao nhiêu, không thêm cái phí nào nữa hết. Đó, thì mình đóng hàng đóng rất là kỹ nha cả nhà, đóng cái giá thể này sẽ không gớt ra ngoài luôn. Đó, cả nhà mình bỏ cái cây này ra luôn đi. Cái cây này cái rễ nó thấy bộ nó co co, thấy sợ về cả nhà mình chê nữa, thôi bỏ nó ra. Thì co co rễ gì đó, cắt nước đóng mà là cái giá thể này không gớt ngoài luôn nha, cố định bằng dây rút, rút vô thành thùng cả nhà mình về nhớ cắt cái dây rút cố định chậu á, hoặc khúc gỗ vô thành thùng ra rồi hả lấy cây ra. Thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết có hình luôn, còn lại mấy cái hình mỹ dung và hương cả nhà mình hỏi quá trời luôn, thì ai chưa có mình sưu tầm nha, nhiều khi hỏi hỏi gì đó chứ lên bán à, không chốt. Rồi giờ mình vô nè, hình số 1. Số 1 là một cái dòng bờ ráp. Đó, cái hàng này hoa màu vàng, lưỡi nó chấm đỏ đỏ rất là đẹp, tuy nhiên nó không có thơm nha. Nào mình nói luôn để thôi cả nhà dễ bán là đàng hoàng. Đó, rễ thì nó ăn cứng cái chậu luôn cả nhà, mình có cái lo. Nó ăn cứng ngắt xuống cái đáy chậu luôn rồi nè. Tại trồng 7 tháng mấy rồi. Gần 8 tháng rồi đó. 150k bao ship hình số 1. Rồi qua hình số 2 là một cái giò giả hạt hay còn gọi là phi đẹp. Đó. Vậy nhà mình làm giống nè, làm lau kia cái ra nè. Đó, về biết bao nhiêu kia rồi đấy. Đó, bán rẻ cho cả nhà mình sưu tầm. Đó. Mầm gốc đang lên luôn. Đó. Này kia nhiều lắm, này kia nhìn cái thân nó đỏ ao vậy nè. Đó, thân nó đỏ ao vậy đó, rất là đẹp luôn. Đó. Hình số 2. Trên đây là trên đây cái thằng này nó bị gãy, mình gác trên đây dở ra kia nó bám vô đây luôn nè, về cái nhà mình cứ để nguyên vậy luôn không sao hết. Đó, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó. Hình số 2 180k bao ship, về biết nhiêu kỳ nó về một xích nhân giống, ai thích giả hạt hay ngô phi đẹp á. Hình số 3 là một cái giò báo hỷ rễ nè, cái thằng này rễ nó nâu 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 gì nè chứ nó không bị làm sao nha, tại cái lỗi rễ nó vậy đó, này nó khỏe mạnh lắm. Thường thì sổ hoa tết nhưng mà cái này mình về làm giống thôi. Đó, 120g bao ship cho hình số 3. Hình số 4 là một cái giò van ta kim hay còn gọi là lan cành dao á, hoa đẹp cực kỳ luôn, cái này ăn nắng chăm chăm là ok luôn đó nha. Đó là thằng này nó chịu nắng nóng rồi, nó chịu cực kỳ thích hợp với cái chỗ vườn lan mình nắng nhiều nè, nắng nóng rồi nè. Đó là nó càng nắng nó càng sai hoa, mình trước mình thường mình để nắng chăm chăm luôn. Hình số 4 150k bao ship, rễ tuổi tổ hết trơn. Hình số 5 là lông tu sân. Đó, lông tu sân này là cái hàng gừng thì nó bị lỗi lá gì nè. Đó, tuy nhiên về mình chăm cái mầm gốc lên lại nha. Đó, mình chăm cái lá đọt này nó lên lại, đọt nó bình thường. Đó, chăm những cái mầm gốc tiếp theo lần này nó nhảy con dữ lắm. Đó, thì cái giò này bán rẻ cả nhà sưu tầm nha. 130k bao ship cho hình số 5. Hình số 6 là một giò dáng hương đuôi chồn. Đó, đẹp chưa? 150k bao ship. Hình số 6, hình số 7 là một cái giò kiếm bicolor hay gọi là kiếm hai màu, 130k bao ship. Hình số 8 là một cái giò hoàng thảo trúc đen. Đó, trúc đen này thì hoa nó màu vàng, hoa nó có hương thơm nhẹ. Cái thân nó bị gì nó vàng vàng vậy nhưng nó không sao, tại cái lỗi nó vậy nha chứ nó không bị gì hết trơn á. Rễ nó ăn xuống chậu ra ngoài luôn. Mưa nữa rồi đó cả nhà. Hình số 8 130k bao ship, cây nó cao quá, mét mấy. Hình số 9. Số 9 là cái cẩm cụ lá sồi hoa màu đỏ, đọt là nó quấn ở trên đây luôn nè. Nếu mình đóng hàm sẽ gỡ ra, mình đôn nó xuống đóng hàng cho nó gọn nha. Giờ cái nhà mình kéo lên xây cho nó tròn lại. Đó. Hình số 9 130k bao ship. Ăn lên tới đây nè. Hình số 10 là một giò hoàng thảo voi, voi này voi bắc hoa tím đậm, rễ rồi thôi khỏi cái bàn luôn, ăn xuống tới đá chậu luôn rồi đó. Này nữa nó thầm xuống tròn cái chậu rồi đẹp lắm.
nó thắt ngọn là nó sẽ nụ thân ra là cực kỳ đẹp luôn đó. 130 ga bao xếp cho hình số 10. Hình số 11 là một giò hoàng thảo quẩy, một giò quẩy rồng. Quẩy rồng này là quẩy rồng Bắc Cạn nha, nó hoàng thảo quẩy rồng Bắc Cạn, dễ thôi khỏi làng luôn. Quẩy rồng Bắc Cạn hoa nó thì to rồi đó, mà nó có hương thơm nhẹ, để nó mũi gần này có hương thơm nhẹ. Hoa to hoa đẹp lắm, chủ hoa dài mà nó sai hoa, mà đặc biệt cái thằng này nó rất là dễ hoa, đặt ở đâu tới mùa nó cũng ra hoa hết đó. Hình số 11 150k bao ship. Hình số 12 đó, hình số 12 dáng hương tam bao sắc hoa vàng đó. Dòng này hoa nó như hoa hoàng nhãn vậy đó, mà nó thơm cực kỳ thơm, không thua gì hoàng nhãn. Cái này thuần lâu rồi cho nên rễ nó tua tủa vậy nè, nghe nha, rễ nó bám vô khúc gỗ luôn đó. 130k bao ship. Hình số 12. Hình số 13 là một cái giò kiều dẹt cực kỳ đẹp, rễ nè trên giờ nha, ngon lành không đó. 150k bao ship, tiền ship hết bốn mấy ngàn đó cả nhà. Hình số 13. Hình số 14 là một cái giò quế trắng tháng 8 hay còn gọi là quế lăng hương. Cái dòng này thì cái chủ hoa nó dài mà hoa nó thơm khỏi phải chê, dòng này khỏi phải chê đâu hết trơn. Quế trắng tháng 8 hay còn gọi là quế lăng hương. Yeah. 250k bao ship. Hình số 14. Hình số 15 là cũng giò quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lăng hương, nó đang có cái nụ, cái ngầm hoa đó. Cái này nó hoa nó còn bự nữa chứ không phải nó nhỏ gì đâu nha. Hình số 15 230k bao ship. Hình số 16 là một cái giò hoàng mỹ dung dạ hương, thì để nhất hương thơm về đêm. Nhìn ghế nè, ghế nè, ghế nè đó. Thằng này thì hoa nó thơm thì khỏi phải chê, khỏi bằng vào đâu hết trơn. Cái khúc gỗ này là bao chắc luôn, cái khúc gỗ này là càng xuống nước nó càng chắc đó. Hình số 16 250k bao ship. Hình số 17 là một giò bạch ngọc hải âu đó. Bạch ngọc hải âu cực kỳ đẹp. Thằng này thì hoa chỉ thiên cũng như nó giống như hải yến nha. Hoa chỉ thiên mà hoa nó có, nó thường nó sổ vào dịp mùa xuân á, nhiều khi tùy cũng tùy theo cái khí hậu vùng miền nữa, chúng ngày khí hậu vùng miền thích hợp để sổ ngay tết đó. Hình số 17 130k bao ship. Hình số 18 là một giò mỹ dung da hương, cây lá ship không đó, đẹp chưa, rễ tui tủa. 230k bao ship. Hình số 18. Hình số 19 là cũng một giò mỹ dung dạ hương. Đó, cây này là cây lớn không à, rễ à, rễ thì tua tủa trên khỏi cái bàn luôn. Đó, đây nè. Đó, cây lớn không nghe nha. 280k bao ship. Hình số 19. Hình số 20 là một cái giò dáng hương đuôi sóc. Sóc này là sóc gừng buôn đôn, sóc thơm nha. Sóc ta mình nó chứ không phải sóc Lào. Sóc Lào thì cái lá liệu yếu lắm, mà sóc Lào nó không có thơm nha cả nha. Đó, rễ nó bám vô khúc gỗ luôn rồi. Đó, ghép này đẹp luôn nè. Cái chậu là bao chắc luôn, khúc gỗ luôn cũng bao chắc luôn. Đó, 150k bao ship cho hình số 20. Sóc buôn đôn này nó mắc, người ta bán được tính cây không ai chốt được chốt. Ai mình lấy mắc thì mình bán cái giá này thôi, nhưng mà mình thần sẵn mình trồng hoàn chỉnh cả nhà, mình về chỉ treo luôn. Ship hàng là đóng nguyên móc, nguyên đai, nguyên kiện cho cả nhà mình luôn, chứ không phải là gỡ ra đâu. Trên đây để làm sao lại về trang vậy, nhà mình bung ra là treo lên thôi chứ không làm gì nữa hết. Rồi, hình số 21 là một giò quế tím nè. Các chú anh chị mình hỏi giò quế tím, cái này mình lên quế tím nè. Quế tím này là cây chung nha, chứ không phải là cây nhỏ đâu nha. Nó rễ ra tua tủa hết trơn nè, hết sẽ chết rồi. Dòng đơn thân rễ gió là dễ, cây ship không cực kỳ đẹp. Đó, hình số 21, 180k bao ship. Trồng trên chậu phi 20, hoàn chỉnh.
bằng bó thông rồi hết luôn á, chứ không có trồng bằng sơ dừa hay là gì. Hình số 22 là một giò dáng hư đuôi tròn. Cây lớn không đó. 180k bao xếp. Cái này đóng cái thùng mình bung tại cây lớn. Hình số 22. 180k bao xếp. Hình số 23 là một cái giò thanh đạm Indo. Thì thanh đạm Indo thì hoa nó thơm cực kỳ luôn, khỏi phải bàn luôn, mà nó đặc biệt nó sai hoa, nó kêu nó sổ hoa là tròn trậu luôn, nó xả xuống như cái màn vậy đó. Nhưng mà nó là thơm bát ngát luôn. Thì ở đây mình không biết là nó có chưa sổ vườn cho nên mình không biết nó màu gì, nhưng cái dòng này thì nó sai con, sai hoa lắm, nó nhảy con liên tục đó. Thì nó mắc tiền chứ nó không rẻ tiền, cả nhà mình cân nhắc, ai chốt thì chốt đó. 300k bao ship, 300k là mình bao ship luôn đó. Còn chỗ người ta bán là trồng trên chậu lớn phi 16 gì, người ta không có bao ship luôn nha. Mình ở đây bán mình bao ship cho cả nhà mình luôn, trồng hoàn chỉnh vỏ thông hết đó. Hình số 23, 300k bao ship, thanh đậm Indo. Hình số 24, hình số 24 là một giò kiều tím miền Trung nhìn nè. Mắt ngủ của nó là nguyên hàng luôn, thấy ghê hồn chưa. Cái nè, nó sưng mắt cái nè. Hình số 29. Cái này nó cao cả mét cả nhà. Cái thân của nó đó, đặc biệt của nó là cái thằng này hoa cực kỳ tím đậm luôn. Ở vùng núi đá, làm gốc nè, làm gốc nè. Không cho cả nhà mình xem mặt hoa luôn đi. Cho nhà mình xem mặt hoa là tại cái này lúc mình lấy về là nó đang hoa. Đang hoa mình thấy nó đẹp quá mình lấy. Đây mình chụp ở đây nè. Đó, cả nhà thấy không? Cực kỳ tím đậm. Đó, kiều tím Yên Bái có nhầm giò khi chưa được như vậy nữa đó. Rồi hình số 24. Kiều tím. Cái đẹp mầm gốc nè, mầm gốc này dòng này nhảy con rễ thôi, khỏi phải bàn luôn. Ăn ở ngoài luôn nè. Nè. Đó. Hình số 24, 250k bao xếp. Hình số 25 cộng một giò Bensuda nè. Ai chưa có vô sưu tầm. Tên Dingo, hoa quanh năm, hoa thơm, dòng hoa lan nổi tiếng Bensuda xưa nha. Trồng hoàn chỉnh vòng bỏ thông chậu phi 20. Đó, hình số 25 180k bao ship. Hình số 26 là kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng, chuẩn là hoa cho cả nhà luôn, hoa thơm hoa màu vàng cực kỳ đẹp. 250k bao ship. Hình số 26. Hình số 27 là một cái chậu hai đu công 130k bao ship. Hình số 28 hai gấm 100k gập đơn. Hình số 29 trúc lan, dòng này hoa quanh năm hoa đẹp lắm. Trúc lan cả nhà vô YouTube mình gõ hoa lan trúc lan là nó ra đó. Hình số 22 29 150k bao ship. Hình số 30 là địa lan mạc xuân 130k bao ship, rễ ăn lên tới mặt chậu luôn rồi. Hình số 31 là dòng địa lan tứ thời, hoa thơm, hoa một năm nó có 4 lần hoa. Nên người ta gọi là tứ thời. Đó. Hình số 31, địa lan tứ thời, 150k bao ship. Hình số 32. Kiếm bạch ngọc 3 mầm gốc. 130k bao ship. Hình số 33 là một dề quế trắng tháng 8 hay gọi là quế lan hương, đang có ngầm hoa. Đây có ngầm hoa nè. Đó. Hình số 33, đó nguyên cái giò lớn nha. Nguyên cái giò lớn. Cây lớn không đó, cây lá xếp lớn không? Cái cây này cái gốc nó lên nằm lên tuốt trên đây luôn nè. Cây này nó bị mắc ngọn ra ngọn khác nha, nó không bị gì hết. Nó chỉ bị lỗi cái ngọn ở ra ngọn khác thôi, còn lại là nó không bị gì hết nha. 350k bao ship. Hình số 33. Hình số 34 là một giò kiều mở gà,
về cả nhà mình làm giống nha. Nó làm giống với thằng này cũng còn ra hoa nè, thằng này cũng còn ra hoa nè. Đó, mầm gốc lên nè, đó, rễ nè. Đó, 120k bao ship. Cái khúc gỗ này không là bao chắc luôn. 120k bao ship. Hình số 34. Hình số 35 lục giò kiếm lô hội. Hoa số số 130k bao ship. Người ta bán một giò kiếm lô hội chỉ có mấy thằng mà 150 mà chưa có tiền ship đó, ở đây mình bán 130 là bao ship nữa, cả nhà mình không chốt được nữa thôi luôn. Hình số 36, kiếm lô hội số 35, hình số 36 là một giò hải yến. Một chậu hải yến cực kỳ đẹp, cây lá xếp. Cây lớn không đó. Rễ thôi khỏi phải bàn luôn, ăn xuống giá thể luôn rồi. Rễ tua tủa luôn. Ba bên bốn phía tua tủa trời. 180k bao ship. Hình số 36, hình số 37 là một giò tiểu hoàng đỏ hay gọi là gián thu. Cực kỳ đẹp. Này thuận lâu rồi, ghế ăn xuống giá thể luôn. Hình số 37 180k bao ship. Hình số 38 là một cái chậu đó, dáng hương môi quạt cực kỳ đẹp. Cái này hiếm có lắm chứ nó không có thường xuyên đó. Hình số 38 dáng hương môi quạt 380k bao ship. Trồng chậu P20 luôn, ghép trên khúc gỗ bao chắc luôn. 380k bao ship. Hình số 38. Hình số 39 là một giò hoàng thảo bạch đỏ. Bạch đỏ thì hoa khỏi phải chê đâu rồi. 130k bao ship. Hình số 40. Số 40 cẩm báo. Đó, cẩm báo thì, hoa này nó như da con báo mà nó thơm, cực kỳ thơm. 180k bao ship. Hình số 40. Hình số 41 lên thêm kiều dẹt cho cả nhà sưu tầm. Đó, ghế nè. Nó ăn xuống dưới chậu luôn rồi. Đó, hình số 40 kiều dẹt. Thằng này thằng tơ nè. Đó, thằng này thằng tơ nè. Đó, chưa số hoa đó. 150k bao ship. Hình số 41. Hình số 42 là một giò sơn thí tiên. Sơn thí tiên hoa thơm nha, hồng hồng đậm. Sưng mắt. Xương mắt, mầm gốc này lớn luôn rồi nè. 230k bao ship. Hình số 42. Hình số 43 là một giò sơn thủy tiên hay gọi là thủy tiên trắng. Ấy là một giò kiều vuông hay gọi là thủy tiên trắng. Hình số 42. 150k bao ship. Ghế bao ghế. Hình số 43 là long tu sơn. Mình nói tách cái thằng này mà quên tách hoài cả nhà. Đó, chỉ tính là cái thằng này không tính nha. Long tu sân. Cái thằng này nó bị gập, nó hư rồi, bỏ đi. 130k bao ship, trước bán 150 rồi tại nó gập hư thằng này nên bán hạ xuống 130 đó. Bao ship cho cả nhà em luôn. Đó, hình số 43, 130k bao ship long tu sân. Hình số 44 cũng là hình cuối cùng. Đó. Hỏa hoàng cam, tự nhiên mình quên cái tên mất tiêu ở cả nhà. Trời ngồi viết là hết dưới đường luôn. Hình số chết màu lộn à. Rồi ai chốt hỏa hoàng cam vô chốt hỏa hoàng cam nha. Cái khúc này mình hơi bị lộn xộn chút xíu nè đó. Ai chốt ví dụ khúc này, ai chốt kiều vuông cho chốt kiều vuông như mình đi, tại kiều vuông cũng có một giò, sơn thủy tiên cũng có một giò à. Đó. Ai chốt kiều dạt thì kiều dạt chậu nha, đó, mình lên lại nè. Hình số 38 nè, dáng hương mô quạt. Đó, 38. 280k bao ship, hình số 39. Đó, hình số 39 vạch đỏ, 130k bao ship, hình số 40. 40 là dáng hương cẩm báo. 180k bao ship. 41 kiều dẹt. 150k bao ship. 42 sơn thủy tiên. Ủa mình đi đúng thì sao mình đếm lại nó kỳ vậy. 230k bao ship. Hình số 43
Đó, hình số 43 là kiều vuông nè, nãy mình lộn chỗ khúc này nè. Đó, kiều vuông hay gọi là thủy tiên trắng đó, 150k bao ship. Hình số 44 là cái lông tu sân, 130k bao ship. Hình số 45 là hình cuối cùng đó, hỏa hoàng cam, 180k bao ship, cực kỳ đẹp. Rồi hôm nay hoa lan thôi, mình có một số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm. Các chú anh chị mình đơn hình nào chốt bên đó liên hệ mình qua số điện thoại 0766837606, cũng là số Zalo, kết nối Zalo mình đặt hàng nó dễ hơn. Cả nhà mình ai xem video chưa bấm nhiều nút đăng ký kênh, nhớ bấm nhiều nút đăng ký kênh như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.